theo chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ai, bà có biết gì không? Hôm bữa tôi mới vừa nghe ở ngoài đầu xóm mình có cái vụ gì á, nghe nó kì. Cái gì? Chuyện gì đâu xóm? Xong nhiều chuyện với vợ tôi là một đứa trẻ ngoan không bao giờ nghe chuyện nghỉ trơn, không biết chuyện nghỉ trơn. Ủa mà chuyện gì vậy? Trời, cái đó là bà đứa bà không biết chuyện gì có. Cái chuyện này như này nè. Ngày xưa gì mới hôm bữa nè. Nghe đâu á là có mấy đứa nhỏ ở trên xóm trên á bị một cái bà bắt cóc. Cái gì? Cái gì bắt cóc đi thấy ghê vậy? Thôi là đúng sao rồi. Ôi, nghe câu chuyện kể có một đứa nhỏ nó thoát được, nó về nó kể, nó kêu là lúc buổi tối nó đang nằm ngủ, tự nhiên nó nghe tiếng gõ cửa của ai á, xong rồi nó ra nó mở cửa thì nó phát hiện ra có một cái người là một người phụ nữ, trên người phụ nữ đó có rất nhiều kẹo luôn, người ta gọi bà ấy chính là công chúa kẹo. Công chúa kẹo à? Đúng rồi. Rồi sao nữa? Rồi cái bà mở cửa ra cho bà nha, xong cậu bé chạy lại gần bà thì bà mới đưa cho cậu bé một viên kẹo sô cô la. Sau khi ăn xong thì cậu bé bùm, cậu bé biến mất luôn. Ủa trời sói vậy là bị bắt cóc luôn hả? Bắt luôn, đúng rồi. Bởi vì cho nên là bây giờ ba mẹ tôi dặn tôi rồi là trời tối phải về nhà sớm, mà nhìn đi đó trời chiều mất tiêu luôn rồi nè. Cho nên là tôi phải về nhà đây, bye bye. Trời ơi, lại ngủ tôi đi, sợ ba lắm. Thôi trời, rảnh quá đây làm gì, giờ tôi về nhà tôi còn chơi game với anh em tôi nữa. Trời ơi, thôi tôi sợ lắm. Ê, tôi gì? Có tiếng chuông ở dưới. Ê ông ơi, đừng có xuống lỡ rồi là công chúa kẹo, công chúa kẹo bắt ông bây giờ, sợ lắm. Tự tôi bắt ông bây giờ. Ông cao vừa ơi, người ta gõ cửa, chắc ta giao hàng cái gì, có gì đâu. Trời ơi, xuống coi coi. Công chúa kẹo bị ma ám là sao ta? Cô đâu có biết đâu. Sao mặt cô này nhìn lạ với cô ta? Không biết nữa nhưng mà từ từ. Hình trình như đằng sau cô này là Phong Cận mà. Chẳng lẽ cô chính là người bắt cóc Phong Cận? Cái con kia sao cô lại bắt cóc bạn của con hả? Cô kia hả? Thì ra đây là bạn của con sao? Chết rồi bạn ơi. Mình biết rồi. Đây chắc chắn chính là đi theo ta đi. Không. Ta cho kẹo. Tôi quên, nãy cái bà công chúa kẹo cái kia bắt ông xong bây giờ
đã bảo rồi, con nít đừng có ham ăn quá, tham mấy viên kẹo chi bị bắt đến đây rồi gì. Ủa nhưng mấy người, ủa ông, chính ra ông là người bị bắt đầu tiên, tôi là người bắt thứ hai mà ông cũng ham kẹo bị bắt thôi. Đâu làm gì có, tôi đi đến đây tôi đi vòng vòng đi chơi ngắm cảnh. Ôi bây giờ mình mới thoát khỏi chỗ này, ủa đây là thế giới của công chúa kẹo hả? Nhìn nè bạn. Wow. Ôi, toàn hoa luôn, nhìn đúng đẹp luôn. Ủa mà đây thế giới của công chúa kẹo mà sao không thấy viên kẹo nữa hết vậy ta? Không thì chưa, bây giờ ui chào mừng đấy. Ủa ngôi nhà của bà này, ủa kẹo đây, ủa kẹo nè. Ê ăn được không vợ? Ồ đây 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 đây, tôi thấy rồi nha. Đây em tôi lụm được viên kẹo rồi nè, tôi lụm được rồi nè. Có lụm được không? Mình có lụm thôi hả? Có bị gì không? Để xem quay. Đây là một ngôi nhà búp bê hình như ngôi mình nhà màu hồng búp bê nè. Ui quá trời. Ủa giờ đi đâu? Để mở tủ lạnh coi có gì ăn không. Không quá à, bây giờ mới thoát khỏi chỗ này không ăn ngoài. Ủa cái gì đây? Cái này cái gì vậy? Ôi sao mày? Bên dưới này nó có hầm bí mật nè. Hầm bí mật nè. Wow trời ơi trời, tính ra mình bị nhốt trong cái chỗ nào đó mà nhìn đẹp lắm luôn các bạn ơi, nhìn nè. Ui chỗ ủa, nào mở không được. Rồi đi bây giờ đi theo tôi đi. Hình như phải vượt qua chỗ này nè, bắt buộc qua đây nè. Để xem quay. Đây dưới này. Ủa hướng này gì đây? Hình như là bọn mình bị thu nhỏ lại hay sao á. Nhìn nè, rõ ràng bánh kẹo đâu có to như thế này đâu mà sao tụi mình bé xíu vậy. Ui nhìn nè, bánh sô-cô-la quá trời của bạn có bông nè. Ui chỗ này tính ra nha, ăn cả làng luôn. Ui là tôi thích bánh sô-cô-la nha, tôi thích bánh sô-cô-la nha. Tôi cũng thích luôn, nhưng bây giờ phải thoát khỏi chỗ này. Bây giờ ông mà ngồi ăn mình không thoát khỏi chỗ này đâu. Để tôi xem. Ôi trời ơi, tôi không có ham ăn nó vậy đâu. Thôi bánh sô-cô-la. Ui dưới kìa. Ui dưới kìa có trời có bông luôn. Ui có bông quá à. Tính ra chỗ này tôi hiểu tại sao nít hay bị bắt rồi Phong ơi. Tại chỗ này quá trời đồ mà con nít thích luôn. Gấu bông nè, đồ chơi mà còn có bánh kẹo ngon nữa. Trời ơi tụi mình bị dụ là đúng rồi. Trời ơi. Ôi nhưng mà ngon quá à. Nhưng mà tại vì tụi không có mình mà con nít này nha. Tôi người lớn rồi, tôi lớn rồi. Trời ơi lớn sao lớn. Tôi 3 tuổi rồi đó, đừng đùa. Ôi tôi cũng 3 tuổi bằng mạng thôi. Nói gì vậy? Để xem coi. Ui đây. Ôi hình như cái đường nó còn dài lắm các bạn. Ôi từ hình như dưới này là sô cô la nè. Trời ơi bây giờ xuống đây bơi là sô cô la. Trời ơi nó là sô cô la. Cái này là sô cô la nóng nha, mà đụng vô cái nó tan chảy luôn. Xuống cái là chặt đầu luôn nè, tôi thấy ông chặt đầu luôn mà. Rồi ui cái đường nó dài dữ vậy. Ủa bây giờ muốn thoát khỏi chỗ này mà phải đi dài như thế này hả? Đúng rồi. Cái này chú Hời nè, chú Hời đang buồn à. Trời ơi bắt trong này không buồn mới lạ. Ủa gì đây? Wow, ông thấy gì chưa? Đây là một thế giới bánh kẹo nè. Ngon quá vậy, ngon quá vậy. Trời ơi ngon quá. Ủa ăn liền. Ủa nãy qua nói con nít mang kẹo sao bây giờ ông ăn dữ vậy? Là sao? Hả? Thôi tôi nguyện làm con nít nha. Trời ơi, kẹo muối tử quá vậy. Trời ơi, cái ăn, kẹo ăn, là ui. Ăn cái kẹo muối, ăn cái kẹo muối. Trời ơi, cái ông này ham ăn. Giờ đừng ăn mấy cái kẹo. Đây là kẹo bỉ chứ bây giờ ông mà ăn là ông sẽ đi luôn. Trời ơi, không ăn được, đi thôi. Mệt ghê luôn mà ông này ham ăn dễ sợ chưa. Nè coi kìa, đi qua. Ham ăn đâu, ham ăn tôi bình thường mà. Ui đây bánh sô-cô-la đấy bạn ơi. Ui trời ơi, nguyên đây bánh là nguyên sô-cô-la. Sô-cô-la, đó bánh sô-cô-la. Còn đây là kẹo mút nữa bạn, kẹo mút màu xanh lè đó. Rồi trời ơi trời, đây đi cẩn thận nha Phong ơi, đừng bị dụ dỗ bởi những cái thứ ngon ngọt này ngon ngọt. Cái này á, cái này theo như tôi nhìn á thì hình dáng này á tôi đoán cái này là bánh bao lạnh vị sô cô la. Bánh bao chiên đúng không? Bánh bao chiên. Đúng rồi, cái bánh bao chiên á, bánh bao này tròn á. Tự nhiên nhìn bánh bao xong thèm ghê, muốn tí nữa tôi mà thoát khỏi nhà tôi sẽ nhờ mẹ tôi chiên bánh bao tôi ăn. Tôi thèm quá bạn ơi. Đó. Chưa thoát khỏi chỗ này đòi ăn bánh bao rồi. Kệ tôi. Wow, nguyên một ngôi nhà kẹo nè. Của công chúa kẹo nè. Trời ơi kẹo ngọt nè. Ôi cái nhà nhìn cái nhà. Ui ui cái gì vậy? Sao mày hả? Tham ơi gì vậy? Hình như có bà nào nhìn quen quen cái Tham ơi. Ủa, đúng rồi cái bà này nè, cái bà là người bắt ông đó, ông quên nổi hả? Này bà bắt tôi vô đó nè, công chúa kẹo. Ê, đó tôi nhớ tôi chỉ thấy có ai đó gõ cửa cái tôi ra tôi mở cửa. Tự nhiên có ai nắm đầu tôi nhét viên kẹo vô miệng tôi, thế tôi dịch chuyển ở đây luôn. Trời ơi trời, còn tôi thấy tận mặt bà bắt tôi luôn mà, vô đây nè, đúng rồi vậy nè. Ê, từ từ bây giờ bà đi chậm chứ, từ từ đi cẩn thận nha, bà thấy á. Bà đang ngủ hay sao, bà đang ngủ chưa? Trời ơi bà ngủ bà. Ủa bà ngủ sao bà mở mắt vậy? Ừ bà ngủ vậy đó, từ từ đứng tới gần. Đây từ đây đi tìm chỗ. Ơ đi gì đâu? Xong leo đầu bà nè bà. Hình như bà ngủ thiệt á, bà nằm như mà. Đúng rồi. Ở sao mà tát người ta không? Ông chạy đầu người ta vậy. Vậy ấy, coi bà ngủ thiệt chưa, lỡ bà ngủ giả sao? Trời ơi bà ngủ giả nữa. Trời ơi nhìn cái giường của em như là tôi muốn ngủ quá nhưng thôi không được, ngủ. Ê giờ đi đâu? Ê tự nhiên đi tắm hay vậy? Tự nhiên tắm về nhà tắm đi. Tự nhiên thấy tắm gì?
Hình như không phải là trong cái nhà này đâu, hình như mình đi ra ngoài á. Không, mình đi ra đây nè, mình đi tìm thứ qua trong nhà còn nhiều chỗ lắm. Bên này nè, bên này nè, bên này nè, bên này nè. Rồi rồi, trời ơi, nói khẽ khẽ thôi. Ủa gì đây? Rồi cái này là cái gì vậy? Không, cái này là bí mật nhà của bà nè. Ủa sao có nhiều bạn không bị nhốt ở đây vậy? Ủa thì đó, nhiều người bị dụ giống mình đó chứ sao. Ủa cái nút gì đây? Ủa những cái nút gì vậy? Ủa? Trời ơi, thầy tôi tính là ăn gian mà không được. Trời ơi, cái ghế
kiểu xoay vòng tròn vòng tròn bà phải chạy nhanh thôi bà té. Đúng rồi, mọi thứ xoay quanh là xoay đều ta xoay đều đó. Đó, thôi, tôi qua lên tới cây đàn piano rồi nè. Nhanh dữ vậy. Mày đặt cái Sammy kêu tôi gà đúng không? Giờ tôi qua lại gây chưa. Tôi kêu ông gà, bây giờ tôi gà hơn ông luôn thì tôi rớt quá trời luôn nè, gì vậy? Rồi em đẹp lắm ông hả? Rồi, bây giờ làm sao lại chạy qua đây? Uống nhảy qua cái giường hay sao vậy? Đúng không? Đúng rồi, Sam nhảy qua hết, cái gì gần gần là nhảy qua hết. Thôi không được, có chịu vậy? Sam phải canh cơ, không có phải tự nhiên không mà nhảy được đâu. Phải canh cơ. Canh. Ông nhảy cái giường hay nhảy tới đây rồi từ. Có cái mấy miếng Lego này, nhảy mấy miếng Lego này thì có á. Đó. Cái nào gần Sam thì Sam nhảy thôi. Đó, ông chị tôi tào lao đó. Rồi bây giờ nhảy sao cho nó hợp lý để bạn ơi, đó cái giường nó xoay lại nè. Đó. Rồi tôi quay được rồi bạn ơi. Rồi. Cái giường khó chịu. Tôi khó chịu cái giường. Rồi uống cái đàn nè. Em ơi, nhảy con gấu coi chừng nha, cẩn thận nha. Rồi, con có bông. Rồi, qua con có bông. Đây, rồi chi đi nữa. Đây, tách trà. Ê, tính ra mình càng ngày càng nhỏ đúng không? Tôi nãy thấy cái tách trà đâu to như thế này đâu. Ôi, bây giờ chắc mình nhỏ như con kiến vậy đó. Ôi, đây, vậy qua đây. Rồi, ủa, đó. Bây giờ này là đang thấy là bị khóa lại nữa nè. Ủa, gì nhở? Lại nhốt nè. Ủa, xong qua được rồi. Ủa, gì vậy? Ủa. Ơi. Tôi. Hình như bây giờ là trận cuối cùng hay sao á? Mình mới tiêu diệt cung chúa kẹo hả? Ôi, cái bà con chú kẹo, bà bắn ra mấy viên kẹo rồi Sam ơi. Trời ơi, có kẹo, ui bắn kẹo, cái bà kia đã kẹo rồi, trời ơi, kẹo rơi rớt kìa. Ui trời ơi, bà nó bắn bãi bạn ơi. Ôi, có bà kìa. Trời ơi, để trên đầu nha, trên đầu cái bánh kem rơi xuống đầu á. Mà rơi đầu tôi ra, trời ơi, quá trời, ui kẹo kìa. Ui, cây số kẹo, ê bà này dùng cái tắc bãi, cái bi diệu không, cái gì cũng làm được hết trơn á. Sam ơi, nhớ vừa bắn phải vừa né nha. Đây, tôi đang né nè. Ui, trời ơi, đất. Mở cửa thì có người lạ vậy bạn. Nhớ nha. Trời ơi.